Thì đây, thì bước đầu tiên nhá. Bước đầu tiên để tải game ấy thì các bạn vẫn sẽ giúp mình truy cập vào cái website của SimSport. Thì nếu như các bạn nào chưa biết thì SimSport chính là gọi là gì nhỉ? Chính là nhà tài trợ cũng như là người tạo ra tựa game SimDăng. Ngoài ra thì SimDăng cũng chính là một trong những cái tựa game đầu tiên của SimSport. Và sau SimDăng ấy thì như mọi người thấy là vẫn sẽ còn SimSoccer này hay là SimFinis này. Đó, thì với cái hiệu ứng SimDăng ở thời điểm hiện tại ấy, và tôi cũng có nhận được nhiều phản hồi ở trong nhóm ấy, là game chơi khá là hay. Thực ra là tôi cũng đang kỳ vọng ở những tựa game sau của SimGod ấy thì cũng sẽ kiểu như là đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người. Ok, thì sau khi vào game nhá, bước đầu tiên là mọi người sẽ giúp mình truy cập vào website của SimSport này. Bước 2 thì tại tựa game, tại cái phần game này, mọi người sẽ giúp mình click vào SimDăng. Đó, sau đó ở phần này, bước 3 tiếp theo này. Bước 3 thì nếu như mọi người chơi ở trên iOS ấy thì có thể tải thêm cái phần APK này để hỗ trợ chính mình và tải xuống như bình thường. Còn nếu như mọi người mà sử dụng máy tính thì mọi người có thể giúp mình tải thêm cái phần mềm trình duyệt tải lập nhá. Thì đây thì mình có đề xuất cho mọi người ấy, thì nên tải cái phần BlueStack để có thể thao tác dễ dàng hơn ấy. Với cả là tôi nghe nói là BlueStack ấy thì chơi game vượt hơn á. Đấy, thì đây nhá, thì ở đây tôi cũng đã có tải phần BlueStack này cũng như là cái phần APK này rồi nhá. Đây thì tôi cũng đã tải cái phần này rồi về rồi. Thì sau khi mà mọi người tải về xong nhá, đây tôi thoát ra để tôi thao tác cho mọi người. Đó, khi mà mọi người tải về xong thì mọi người bước tiếp theo ấy, mọi người kết nối cái file APK đó với cả cái thằng BlueStack này, và sau đó mọi người thì lúc đấy thì cái tựa game SimDăng ấy họ sẽ tự động tải cho mọi người xong ở trên BlueStack. Còn đối với anh em nào mà sử dụng các thiết bị Android thì cứ tải cái APK này về máy đã chơi game được à. Đó, ok, thì bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào SimDăng để trải nghiệm với cả cài đặt ở trong này nhé cho mọi người. Thì sau khi mọi người vào game ấy thì mọi người sẽ chơi một trận gọi là demo trước, chơi một trận demo như cái hướng dẫn của bên phía dự án ấy. Có nghĩa là sẽ có vài bước như là bước 1 làm như nào, bước 2 làm như nào ấy đấy. Thì cái đấy gọi là cái bước demo, mọi người làm theo cái bước đấy. Thế này là sao đây ta? Đây này, đây nhá, nếu như mà mọi người mà chơi đang chơi trên điện thoại ấy thì mọi người có thể xem tôi chơi trên máy tính. Ui. Ủa, ok, big up này là nhảy đúng không? Thấy nhiều anh em bảo con này chơi vui lắm, nhưng mà hôm nay tôi mới có cơ hội đi trải nghiệm mà. Anh em, anh em ơi, ở cái phần đặt tên này này, anh em vào đặt BBD để cho dễ nhận diện nhau nhé. Ví dụ tôi bằng Tuấn Anh thì tôi để BBD HTA này. Thì tầm này cứ 3 điểm mà nã thôi anh em ạ. Hình như tôi thấy là ở trên điện thoại có vẻ dễ hơn á. Này, từ đây cho tao này. Ui. Ồ, chưa. Tí ngon điểm. Kém người anh em ơi, thôi. Ơ kìa. Ê. Rồi. Tiếp luôn. À. Ê. Ê, xíu được. Bạn ơi, tôi ở ngoài này. Này này, tao ở ngoài này. Ôi giời kìa, phạm lỗi kìa, Áo này thằng kia. Trời ơi, đắc chống vậy. Làm gì đấy cái ông này. Trời ơi. Chuyên, rồi ok. Ưu. Cái bộ môn này công nhận là 3 điểm. Đấy, ngoài này, tao đấy rồi. Nhân. Ui, trời ơi kìa. Cay thế kìa. Ném, ui. Vãi gì nè. Nó ném quá. Đúng là mình dân nghiệp dư. Ăn. Ui, trời ơi, lại thành rổ à. Đừng ném thường á, dùng skin 1 để ném ấy. Ok, để tôi thử lại nha. Ok, không sao, làm lại. Mình 1 điểm à, gà nhất. Cay thật đấy.
chọn tiếp thằng này cu này nhá. Mình mở được con NFT này mình phải tận dụng thôi đúng không anh em? Ơ, được. Ui má. Ui, thiếu một xíu lực kìa. Ui, tổ. Hay bạn ơi, ui, không vào á. Hay quá. Ván này được gánh rồi. Cú đánh 3 điểm. Ui. Ây rồi. Ăn được chưa anh em ơi? Ừ, cướp được bóng. Ba điểm tiếp. Ui rồi ôi. Rồi. Ông kia. Ui rồi. Phối hợp quá hay anh em ơi. Cả phối hợp hay thật đấy. À. Một thằng cướp bóng, một thằng chuyền. Ơ. Ui, tí đi vào. Được chưa? Chạy chỗ. Vậy game này win rồi. Game này win rồi anh em ơi. Ơ ơ kìa, để lỏ nó rồi. Đáng mải ăn mừng, bọn này chưa bẩn thật đi. Rồi kìa úp đi bạn ơi. Ôi rồi lỗi rồi, trọng tài ơi, tài ơi. Nó đẩy người lỗi thì kia. Đây, tôi kèm thằng này cho bạn. Đã đi hợp. Phải ra điểm anh em ơi. Anh em thấy. Ui ôi. Ôi không trúng á, ảo thế. Nhơn. 10 giây cuối anh em ơi. Cố đếch bằng được 10 giây này, còn 10 giây là win rồi. Hình như tôi đang đánh rank anh em ạ. Chả biết cái gì, bấn nhầm vào đánh rank luôn. Oh win win win. Đùa thật đấy, đùa đâu mà đùa, bạn đùa tôi à, đặc cấp ý bạn. Bạn biết là may mắn nó cũng là một loại tài năng không? Ôi trận đầu trận, lớn ra là người không biết gì mà đánh rank tự nhiên win được luôn trận rank anh em ạ. Ui là, sao mình được thấp điểm ấy à? Mình ghi được tận 4 điểm này mà nó chấm cho mình có 6,1. Cay thật đấy, không hiểu thế nào mới vừa dòng được cái bọn này. MVP, thằng này nó được 6 điểm liền. Ơ nhưng mà mình hơn hẳn thằng này mà. Thằng Mavis này nó ghi được có 2 điểm mà nó được 8,6 điểm. 6,1. Trong khi mình còn kém điểm hơn cả cái thằng FFF này, cái thằng mà bên đội thua anh em ạ. Ôi hôm nào lốt game, game này tôi tin tưởng vào đồng đội của tôi anh em ạ. Không tải có mấy con nó mạnh quá. Thật có con bot ở đây à. Thằng chuẩn tải như ngủ vừa đấy đâu. Nó chém nó phạm lỗi các thứ vừa đấy. Bạn ơi, bạn có nhìn thấy tôi không? Sao bạn tham lắm đấy? Đấy, chuyên. Ui dồi, chuyện thì bố tao bắt à? À đây, đúng rồi. 3 điểm đầu tiên. Ô, cứ tưởng vào rổ á, đang định ăn mừng. Được, 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 hai sừng. Nào, làm sao? Ôi kìa. Bạn có thấy tôi chạy ra ngoài đấy không bạn? Trời ơi, kiến tạo. Ui, kiến tạo như thế mà đồng đội như xịt. Oh! Được chưa anh em ơi, được chưa? 3 điểm luôn. Nó gọi là đẳng cấp rồi. Ủa sao con nhân vật của mình nó cứ chạy ngố ngố? Ra đây chuyến đây, chuyến ngoài này. Khoảng trống vậy ạ. Ui. Bạn ơi. Ui dồi ôi, nó như lấy vào mặt mình anh em ạ. Điểm lệch quá, lệch quá, lệch quá, lệch quá. Again, again, again. Ây à, được, được. Đừng ném sót á. Thế ném bằng cái gì? Không ném sót thì ném bằng cái gì? Ừ, nên nên. Ui, ui, ui. Sao nó có skin gì ảo vậy? Ui, ui, còn 10 giây, cố lên, đép, đép, đép được. Anh em ơi, câu G, câu G. Chiến thuật câu G.
tăng tốc. Woo! Bàn thắng toàn. Được chưa? Game này mà không được MVP nữa rồi đấy. 10 điểm thì mình của không ra Win rồi, 10 điểm của tôi phải ghi tới 6 điểm rồi anh em ạ. À, 4 điểm rồi á. What? Sao game này mình ghi được nhiều điểm, mình chơi cam thế mà được có 4,9 nhở? Còn ui má ơi, còn thấp hơn cả mấy thằng thua. Thấp hơn tận 2 thằng thua. Hơn được mỗi cái ông này. Lên bịt thật đấy, trong khi game vừa rồi mình chơi rõ hay ấy.